nhiêu lâu thì hôm nay cuối cùng tôi cũng đã tìm được em sạc nhanh chân ái dành cho iPhone rồi đây. Ngon quá nên là phải lên review liền luôn. Đây là em sạc nhanh của hãng Tatu. Hãng này thì cũng mới nổi gần đây thôi, nhưng mà chất lượng của em nó thì tuyệt vời. Thứ nhất là em này được làm từ chất liệu PC cộng ABS cho khả năng chống va đập vượt trội, chịu nhiệt cực kỳ tốt và đặc biệt là chống cháy nổ. Chỉ cái này thôi là thấy quá ok rồi. Thứ hai là với hệ thống sạc cực kỳ an toàn thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là không lo bị hỏng điện thoại hay là bị chai pin gì hết nha. Em này á bảo vệ cho dế yêu của bạn một cách tối đa nhất có thể luôn á. Thứ ba là ngoại hình cực kỳ nhỏ nhẹ, các bạn có thể dễ dàng mang theo bất cứ nơi đâu. Đối với sạc Tatu này thì sẽ có hai lựa chọn cho các bạn là sạc 20W và 30W, và tiện một cái là trong hộp sẽ có nguyên bộ bao gồm củ sạc và dây sạc cho các bạn luôn nha. Với 20W thì sẽ là cáp Lightning, các bạn có thể mua dòng 20W nếu dùng từ 14 Pro Max trở xuống, và 30W với cáp Type-C cho những bạn nào dùng 15 series hoặc là mua cho dòng Android cũng được luôn. Giá thành á thì chỉ có hơn 100k thôi, nhưng mà thu lại chất lượng quá là tuyệt vời thì các bạn tìm ở đâu ra?